Rồi với cô gái xin chào lại toàn thể quý anh em đam mê nha. Thì hôm nay tiếp tục lên clip cho anh em xem tham khảo, nhưng mà hôm nay mình lên clip chim non nha anh em. Một cặp này là nó tầm 1 tháng tuổi nha. Nói chung lại mình quay ban đêm anh em xem có gì không rõ thì mình anh em kết bạn với mình quay mình rải thêm chi tiết cho anh em nha. Ban ngày mắc công việc nhiều quá, không có thời gian để quay được nên quay ban đêm, nhưng mà hình ảnh thì nói chung lại nó cũng ổn định lắm nha anh em, không có tính nổi mà không thấy đâu. Rồi mình đi vào chi tiết cặp chim này nha anh em. Con cặp này là cha mẹ thổ đồng nha anh em, anh cho anh em xem. Cha mẹ là thổ đồng chim Nhật nha, cha mẹ là tất cả là chim Nhật. Anh em nào thì quan tâm thì có thể kết bạn Zalo với mình, mình sẽ gửi clip chim bố mẹ nó cho anh em xem tham khảo nha. Chứ mấy cái clip bố mẹ hồi đó bố nó cha nó đó anh em ở đi đánh rừng, nhưng mà cũng nay cũng khoảng 1 năm rồi mình thay đổi điện thoại hoặc là mình thay đổi mình bộ nhớ rồi đó anh em, nên mình xóa, chỉ có đăng lên YouTube thôi. Anh em cần thì mình sẽ chia sẻ YouTube qua cho anh em xem nha, chứ mình không có lưu ở máy nên mình không có gắn vô trong đây được nha anh em, nên anh em thông cảm giùm. Một cặp chim này là 1 tháng rồi nha anh em, bố mẹ là thổ đồng. Đó, quay dần chi tiết cho anh em xem. Thì mấy cặp chim này là mình có trải qua trải nghiệm qua những mấy cặp chim anh nó hết rồi nha anh em. Chim của mình cảng nào 1 năm mấy rồi, mấy cặp anh của nó là chơi rất ok nha. Cặp này dòng siêu gù, mấy cặp anh của nó nói chung lại là đạt hiệu quả cao lắm nha anh em. Thì một cặp chim 1 tháng tuổi này là mình mong muốn giao lưu với anh em giá là 2,5 triệu nha. Giá là 2,5 triệu là mình bao cho anh em là trống mái, mình bao chuẩn chim Mã Lai, mình bao cho anh em là nửa sau này nuôi lên là sẽ có bài lối nha. Đó, mấy vấn đề đó là mình sẽ bao cho anh em, mình nói rõ ràng trên clip hết nha. Còn cái kiểu mà bao chơi bao đánh đồ thì mình không có bao nha anh em, tại vì mỗi người một cách chơi, mình không biết anh em chơi như thế nào nên mình không có dám bao nha. Còn nước gù thì nói chung lại cái chim sinh sản là anh em cũng biết rồi đó, có cặp thì nó bố mẹ nó gù tốt thì nó gù, đa số 10 cặp thì nó gù tốt hết, 8 cặp 9 cặp nó lọt 1-2 cặp thì nói chung là nó không ổn định nha anh em. Nhưng mà nó không ổn định anh em nuôi đi, sau này anh em alo cho mình nha, những cặp nào mà không ổn định mình sẽ bù chim lại cho anh em nha, hoặc là mình có thể giao lưu trao đổi với anh em con khác để cho anh em hài lòng hơn nha. Tại nói chung bài trại của mình chơi đam mê mà anh em, chứ cũng không có phải mà buôn bán cái kiểu sát hạch quá, nên mình cũng không có tính toán hay là mấy vấn đề đó nha anh em, đó là chuyện nhỏ thôi. Đó, một cặp này là 1 tháng tuổi, tình trạng chim là khỏe mạnh, biết ăn cứng rồi, bố mẹ là chim nhập từ Malaysia về nha anh em. Thì bữa giờ mấy cặp tơ đó mình lên riết mình bán riết hết rồi, giờ không còn chim nhiều anh em ơi, giờ mình phải đăng mấy chim non này, anh em nuôi mấy con chim non này thì nói chung lại bỏ quay thì nó cũng mau lắm nha anh em, nó tầm 5-6 tháng là nó chơi mạnh nè, rồi lúc đó mình tập mồi hoặc là mình có thể nuôi sinh sản nha. Chim của mình là mấy cặp này là mình cản hơn 1 năm rồi, nên là mình cũng có trải nghiệm qua mấy cặp chim anh hết rồi nha anh em. Thì những mấy cặp chim tơ mà 3-4 tháng mình bán cũng có mấy cặp mà nó cũng anh của mấy cặp này đó anh em. Nói chung là cũng có mấy cặp siêu gù nước chơi đồ ổn định lắm. Thì hôm nay quay một cặp chim non này cho anh em xem nha. Nói chung là chim non bữa giờ mình ra cũng được 4-5 cặp đó anh em, mình sẽ quay từng cặp cho anh em nha. Thì mình quay trước một cặp này, rồi 1-2 ngày nữa mình sẽ quay tiếp một cặp khác nha. Nói chung lại chim non này thì quay cho anh em thấy hình hài tướng tá rồi thôi,
chứ chim non này mày quay về cũng đâu có biết hay dở đâu nha anh em, ăn thua cái uy tín của mình thôi. Cái cặp chim này là tình trạng đang khỏe mạnh, ăn uống đồ đầy đủ khỏe mạnh nha anh em, mắt mũi chân cẳng rồi là nghiêm chỉnh đàng hoàng nha, không có tật lỗi gì hết. Thì nói chung lại mình lên đây mình bán thì cặp nào có sao thì mình nói vậy cho anh em tham khảo hết nha, chứ mình không có cái kiểu mà nói trên trời đất như mấy anh em khác nha. À, thì một cặp này mình cũng nói giá cho anh em luôn, chứ không phải là mình quay xong rồi mình không có báo giá mà kêu điện thoại này kia rồi nha. Đầu cặp này á là mình giá bán giá cho anh em là 2,5 triệu. Anh em nào có quan tâm thì alo số điện thoại trên màn hình cho mình nha. Còn anh em muốn xem clip mẹ hay là clip mấy cặp anh của nó thì anh em có thể kết bạn Zalo số điện thoại trên màn hình nha. Mình sẽ gửi cho anh em xem. Tại vì mấy con chim cha của nó lúc trước mình đi đánh thì nói chung là có clip rừng đó anh em, và mình đăng lên YouTube thôi, chứ mình đâu có lưu ở máy mình hoài được. Lưu ở máy thì nó nặng bộ nhớ quá, mình đâu thể nào mình lưu nhiều được, nên mình chia sẻ qua cho anh em xem, chứ mà mình gắn vô trực tiếp trong đây là không có được nha. Tại mình đăng lên YouTube và mình xóa bên máy rồi. Một cặp chim này là mình đeo dây rút nha anh em, dây rút có số nha. Mình không có quay cái cụ thể cái dây rút cho anh em xem với lại cái số cái ký hiệu trong chân con chim, tại vì mình anh em mua thì mình sẽ gửi cho anh em xem, chứ mình quay trực tiếp lên đây cho anh em xem thì nhiều anh em khác không có mua rồi họ đặt dòng chim giống mình rồi họ về họ đeo chim họ sau này họ nói của mình khổ lắm nha anh em. Mình không có quay cái trực tiếp ở trong cái chữ của nó là cái số của nó là cái gì nha, để tránh cái trường hợp mà anh em mà vô đây khịa mình, anh em cái kiểu như là đặt cái dòng chim giống vậy đó rồi về đeo cho chim mình rồi sau này nói mua bên trại mình nha anh em. Nên là những anh em nào mua chim của mình nên mới biết cái dòng của mình thôi, còn những anh em nào không mua thì họ không có biết đâu. Vậy đi cho nó dễ, khi anh em mua thì mình sẽ gửi cụ thể cho anh em nha. Cặp này là mình có đeo dây rút nha anh em. Công việc thì nói chung lại nó cũng nhiều lắm, không có thời gian quay cái quên đeo khoen luôn. Rồi, mình cảm ơn anh em đã xem clip nha. Anh em nào cảm thấy như tin tưởng thì alo số điện thoại trên màn hình cho Di cô gái nha. Mở cửa lên quay cho anh em xem. Khả năng con này là con chim trống đây nha anh em. Khả năng con này là con trống nè. Mình đoán thôi. Thì bên mình thì có cung cấp đầy đủ hết nha anh em. Chim non, chim tập sự, chim mái sinh sản. Anh em nào quan tâm về dòng cô gái Malaysia thì alo số điện thoại trên màn hình cho mình nha.